Chiến bài đi vào vở này. Phần 1 đó là định nghĩa hình thang cân là hình gì? Chúng ta cùng nhau định nghĩa hình thang cân là hình gì? Các em nhìn trên bảng và ghi vào vở. Hình thang cân là hình thang có một hai góc kề một đáy bằng nhau. Nhớ thầy này, hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Được chưa? Các em nhìn thấy bảng, đây là hình thang cân ABCD vì nó là hình thang có hai cạnh AB song song với CD và có hai góc kề một đáy là góc D và góc C bằng nhau. Vậy chúng ta phải nhớ kỹ cho thầy. Hình thang cân đầu tiên nó phải là hình thang trước, và thêm một yếu tố nữa đó là có hai góc kề một đáy bằng nhau. Được chưa? Nào, chúng ta cùng phân biệt đâu là hình thang, đâu là hình thang cân nhé. Các em nhìn lên trên bảng cái này. Thầy cho hình 1. Đây có phải hình thang cân không? Muốn xem hình 1 có là hình thang cân thì đầu tiên là hình thang không đã. Được chưa?